Thủy xin mến chào tất cả các anh em có cùng sở thích, đam mê huấn luyện và chăm sóc chim cảnh, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện. Cũng như là chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Khiêu Nguyễn Vlog. Thì kênh của Khiêu Nguyễn chuyên về chủ đề về chim cảnh các bạn. Thì những anh em nào mà mới chơi chim hoặc giả đang nuôi mà chưa có những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức trong cái việc mà chăm sóc thú cưng mình như thế nào, thì các bạn có thể vào kênh của Khiêu Nguyễn Vlog và mình giao lưu tương tác. Và kênh của Khiêu Nguyễn thì cũng có mình cũng có tham gia những cái hội về những diễn đàn về chim cảnh đó. Thì những anh em có đặt câu hỏi cho mình, nếu mà câu hỏi nào mình không trả lời được thì mình có thể nhờ những cái bậc tiền bối, những người mà nuôi chim lâu năm, những người có kinh nghiệm thì sẽ hướng dẫn lại cho anh em ha. Thì bạn thấy sau lưng mình là một em chim nhồng, thì mình cũng mới vừa tập cho nó được thân thiện, nó được dạng hơn bạn. Tại vì những cái video trước thì Khiêu Nguyễn có làm những video trước là mình tập cho những cho em chim nhồng nhà mình đó, là nó tại vì nó khá là nhát. Có một khoảng thời gian đầu là mình tập cho nó, mình bỏ bê nó bạn, giống như là có một khoảng một tháng là mình không có chăm sóc nó đường hoàng, thì làm cho cái tình cảm của mình với nó bị rạn nứt đi. Rồi dần dần thì mình đi làm, mình mang nó theo, rồi mình tập cho nó, mình cho nó ăn, cho nó mổ thức ăn trên tay mình, dần dần nó quen bạn, dần nó quen, giờ nó đã thân thiện với mình rồi. Và cái chủ đề hôm nay Khiêu Nguyễn muốn mang đến cho anh em và mọi người là mình nuôi chim mình có nên thả ra ngoài hay không. Thì đây là một cái vấn đề mà cũng có nhiều bạn gặp phải, và cũng có nhiều gia đình có thể cãi nhau, vợ chồng có thể cãi nhau vì vấn đề về chim mà. Thì hôm nay mình cũng muốn nói lên một cái vấn đề này là cũng có nhiều anh em mà mình gặp phải, đó là về phần mà chim nhồng, chim sáo, chim cưỡng hay là bất cứ một loại chim nào mà mình đang nuôi, thì mình thả ra nó có lợi nhiều hay là mình có gặp những cái hại nhiều đây. Thì hôm nay Khiêu Nguyễn cũng muốn phân tích với mọi người về cái mặt lợi và mặt hại ha. Thì để mình phân tích cái mặt lợi trước, là do là mình nuôi chim, nếu mà mình nhốt trong lồng quá thì nhiều người cũng có những cái suy nghĩ là mình cầm tù, mình cầm giam nó này kia nọ. Nhiều người cũng có cái hướng tiêu cực là sao mày nuôi hoài mà mày không có thả nó ra để cho nó bay nhảy, cho nó quạt bát, cho giống như là cánh chân nó có thể là hoạt động nhiều hơn là khi mà mình nhốt trong lồng. Thì vấn đề đó thì cũng, nếu mà theo vấn đề nhân đạo thì nó cũng đúng ha. Tại vì nhiều khi mình nuôi một con vật nào đó mà mình nhốt hoài thì nhiều khi nó cũng bị tù túng, nó nhốt ở trong lồng hoài nó cũng bị cuồng chân cuồng cánh đó. Thì mình cũng thả ra. Và đặc biệt một điều là các bạn nên nhớ cho mình là nếu mà cái dòng chim nhồng thì là cái dòng chim mắc tiền, mà các bạn nếu mà bạn thả ra bạn chơi thì mình cũng phải biết cái cách nào đó để cho nó an toàn ha. Một là thứ nhất là mình có thể là cắt cánh nó một ít, thứ hai là mình chơi ở trong cái phòng kính và có cửa nẻo đồ đàng hoàng, là mình có thể là khi mà nó bay thì mình có thể là bắt nó lại được. Và đặc biệt một điều đi, các bạn nên cắt một ít cánh của nó, cắt khoảng chừng mà 3-4 sợi lông từ trong vô hay từ ngoài ra, khoảng chừng 3 sợi là được rồi. Nó sẽ hạn chế được cái tầm bay của nó, cái tầm hoạt động của nó. Nó bay có thể là đà trên mặt đất khoảng chừng 1m đến 2m thôi, và khoảng cách bay của nó từ giá 5-3m là cùng à. Lúc đó mình có thể là bắt nó lại được ha. Thì mình thả ra bạn, thì mình thả ra thì mình biết nó rất là thích, tại vì mình nuôi nhốt trong lồng hoài thì nó đâm ra cái nó cũng sẽ bị chết. Thì mình thả ra nó cũng là rất là thích, và mình thả ra cho nó bay lượn, cho nó nhảy nhót đồ tung tăng, cho nó khỏe chân khỏe cánh của nó. Và cái có thể là nó khỏe các thứ, nên nếu mà nó khỏe các thứ rồi thì kéo theo cái việc là con chim mình nó sẽ sống tốt và nó sẽ sống lâu với mình hơn. Và chỉ có một đặc điểm đó là lợi thôi. Còn những cái hại sau này thì giờ để Khiêu Nguyễn phân tích những cái hại cho các bạn thấy ha. Thì đây kế bên mình một bãi phân nè, các bạn thấy một bãi phân này nè. Thì các bạn nào mà ở nhà gạch, nhà đất thì mình không nói ha, ví dụ nhà đất thì nó có thể là ra bên ngoài đồ này cái nọ thì cũng cũng đỡ đi. Còn các bạn mà ở nhà gạch,
nhà mà láng gạch men đồ đó là ôi, với lại đồ đạc thức ăn rồi đồ bặn hay là những cái vật dụng linh tinh. Con này thì chim nhồng, chim sáo, chim cưỡng, chim két, chả bất cứ một loại chim nào đó là cái đường ruột của nó là giống như ruột thẳng mà nó mà mắc ị rồi là nó phải ị, chứ nó không có, nó không có nín được ha, giống như con trâu con ngựa giờ nó là cái loài này nó cũng giống như loài đó là cứ thích ị là ị thôi chứ không không có kiểm soát được. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà thả ra là cái điều tối kỵ, và nếu mà ai mà sợ dơ nhất là đi dọn phân cho nó. Các bạn thấy nếu mà thả ra khoảng chừng một tiếng nó có thể ị khoảng chừng 17, có thể hơn nữa, có thể hơn 17 nữa ha. Đó, rồi cái đó là cái vấn đề mà đại kỵ thứ nhất. Còn vấn đề đại kỵ thứ hai là các bạn nào mà nhà mà có nuôi em nhỏ hoặc giả là những người mà khó tính ha, thì bạn cũng đừng nên thả ra. Tại vì cái loài này cái mỏ nó rất là sắc, và không phải loài này, nói chung là nhồng, sáo, cưỡng, két đồ là cái mỏ và cái móng vuốt nó rất là sắc. Cho nên là những bạn nào mà có bé nhỏ nhỏ khoảng chừng 5-3 tuổi thì mình cũng nên hạn chế thả nó ra. Tại vì có loài, nó có những cái loài này là những loài biết giữ nhà mà, thì nó gặp trẻ em đồ là nó cũng khoái giỡn lắm, mà nó giỡn rất khá là đau. Bây giờ nó mà đậu lên mình á, mà nó bư, nó quào hay nó cắn đồ, là nó cắn một nhát một vô lỗ tai rồi bạn rất là đau, đau điếng điếng luôn, mình còn chịu muốn không nổi, thôi muốn chi là những đứa bé ha. Tại vì khi Nguyễn cũng có từng trải qua, từng gặp những cái trường hợp là con chim nhà mình nó đi, nó cắn con mình chứ không phải nó cắn con người khác, thì lúc đó họ không kìm được cái cơn tức giận, họ có thể là quánh mình nữa. Đó là cái vấn đề mà hạn chế thứ hai, là các bạn cũng nếu mà thấy cái môi trường sống của mình mà có những đứa bé, những có đứa con nít á, thì mình cũng đừng nên thả những chú chim này ra. Nó có thể là nó cắn hoặc giả nó cào, nó cấu lên cơ thể của những đứa bé thì dễ sinh mất lòng. Nó đang cắn mình rồi. Thì một điều nữa là bạn thả ra là có thể là nguy hại. Cái này vấn đề là vấn đề thứ ba. Nếu mà các bạn nào mà chơi chim mà muốn thả ra thì các bạn phải coi cái môi trường sống của mình, nó có những cái con vật nào mà gây nguy hiểm cho con chim mình hay không. Đó thì những con vật gây nguy hiểm giống như là bữa trước là có một anh bạn là cũng gọi điện cho mình là cầu cứu mình, là cái vấn đề là con chim nhồng, là con chim sáo nhà bạn thả ra nó có ăn cái con mà con ở nương, mà ở nương con mà, thì mình không biết là con ở nương nó có độc nhiều hay không, thì do là mình chưa có trải nghiệm, mình chưa biết. Nhưng mà cái anh bạn này nói với mình là nó ăn con ở nương, và con ở nương con khoảng chừng nửa ngón tay thôi, là ở khu xung quanh nhà của bạn ấy là nó có cái ổ ở nương đó, là con sáo nó ra ngoài, bạn ấy cũng thả rong ra ngoài và nó ăn con ở nương và nó đã chết. Thì không biết là chết vì nguyên nhân gì, nhưng mà bạn ấy đã nói là bạn ấy phát hiện thấy là nó đã ăn con ở nương, và một vài tiếng sau là con sáo nó ngã lăn ra nó chết. Mà thì đó là cái vấn đề là nhiều khi anh em mình thả chim ra thì mình phải chú ý đến môi trường xung quanh, là thử coi là nó có gây hại gì đến con chim mình hay không ha. Con chim này nó không muốn lấy hình hay sao mà nó cứ núp núp hoài, nó núp nó cắn đau lắm, mà nó cắn khá là đau ha. Thì với lại mèo chó đồ là cũng là những con vật đại kỵ với lại con chim bạn. Thì cũng có khá là nhiều trường hợp chim chóc nhà mình bị mèo chó nó ăn các bạn, nhưng mà nó không ai nó ăn mà nó vồ để chết thôi, chứ không phải là nó nếu mà nó ăn thì mình không tức, nó vồ cho chết rồi nó bỏ thôi. Thì các bạn nên chú ý là những cái môi trường xung quanh chỗ mình sống á, là nếu mà có mèo chó đó thì các bạn cũng nên hạn chế để thả những em chim mình ra. Nếu mà có thả ra thì bạn phải ngồi đó bạn canh ha, thì cũng khá là cực. Nói chung là các bạn tốt nhất là bạn bỏ nó trong lòng cho nó ok, nó an toàn hơn. Chứ để em chim mình mua máy cũ mà bây giờ mà nó bị mèo hay bị chó giật một cái là coi như là mắc tôi máy cũ đó, và cái công mình nuôi, mình chăm sóc, mình huấn luyện nó thì chưa tính được.
Thì đó, thì Khi Nguyễn cũng khuyên anh em một số điều là nếu mà xét xét về cái mặt mà chim 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 cảnh mình thả ra ngoài mình chơi là chỉ có được một cái mặt lợi thôi, và kéo theo quá là nhiều cái mặt hại, nó hại đủ thứ. Nhưng mà thì thôi, Khi Nguyễn cũng xin kết thúc cái video tại đây ha. Anh em nào mà thấy video mình hay bổ ích thì hãy nhớ dành cho mình một like, cũng như chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Khi Nguyễn cũng thân mến chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha.